lại tiếp tục đi kèo cá sông sau lũ. Hôm nay cá vẫn nhảy như mưa. Kéo phát đầu tiên nè. Vừa ngay em trôi gần 3 lạng. Kéo phát thứ hai nhé. Sấp đôi hai em luôn nè. Phát thứ ba thì bị món rồi. Phát thứ tư được em mẻ danh mà không kịp quay anh em ạ. Cá vẫn nhảy ở ngoài nhiều lắm. Thôi, nó nhảy ra mất rồi. Tự nhiên lại có ông chen vào trong. Không dễ ăn thế đâu em. Ở ngoài anh gặt tầng tầng. Ở trong thì cứ xác định món đi em. Anh lại lụng tiếp em trôi rồi. Đã bảo rồi, ở trong chỉ có móm. Nhìn anh kéo đây nè. Móm rồi anh em ơi. Ôi trời ơi, nó lụng một phát bằng mình kéo 3 phát. Đúng là thắng bại tại đỏ đen. Anh em đăng ký kênh để ủng hộ mình và xem tiếp nhé. Ngày hội bắt cá khủng chính thức bắt đầu.